Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng, được sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các ban ngành đoàn thể, hôm nay chùa Trung Dương long trọng tổ chức lễ Phật đản để cung đón chư tôn đức cùng toàn thể quý vị khách quý quang lâm. Đề nghị tất cả các Phật tử chúng ta đứng dậy trang nghiêm thành kính chắp tay để cung đón chư tôn đức cùng toàn thể quý vị khách quý quang lâm lễ đài. Chư tôn đức cùng toàn thể quý vị khách quý, chúng ta ngồi bên trái lễ đài, còn toàn thể quý vị khách quý chúng ta ngồi bên phải lễ đài. Xin quay đây. Chùa Trung Dương long trọng tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2554 Dương lịch 2010. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được thông qua chương trình như sau. 1. Niệm Phật cầu gia vị. 2. Cử hành nghi lễ quốc ca, nghi lễ đạo ca và 1 phút nhập từ bi quán. 3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. 4. Dâng hoa chào mừng Pháp Trung ương. 7. Phát biểu chào mừng của địa phương sở tại. 8. Cử hành nghi lễ tắm Phật và dâng hương cúng tràng. 9. Cung đón chư tôn đức cùng toàn thể khách quý chúng ta làm lễ. Ban tổ chức đã nhận thấy sự hiện diện đông đủ của toàn thể chư tôn đức cũng như quý vị khách quý. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy trang nghiêm thành kính niệm Phật Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca
xin toàn thể đạo tràng chúng ta đứng tại chỗ trang nghiêm để cử hành nghi lễ quốc ca. Xin mời ban thanh nhạc cử hành nghi lễ quốc ca. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể đạo tràng, anh hùng đã hy sinh nằm xuống để bảo vệ vùng trời bình yên, để cho chúng ta có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay. Ban tổ chức xin toàn thể đạo tràng chúng ta thành kính trang nghiêm dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán xin được bắt đầu. Phút nhập từ bi quán đã trôi qua, chúng con xin kính cúng thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng chúng ta đồng an tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Lại một lần nữa hoa sen nở rộ, đón mừng ngày đấng giác ngộ toàn năng toàn trí toàn đức ra đời, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sinh và những gì bất công trong xã hội, đem lại cuộc sống an vui hạnh phúc cho muôn loài. Để kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, ngày lịch sử trọng đại và linh thiêng, để báo Phật ân đức, đồng thời thực hiện lời di huấn tối hậu của bậc giác ngộ, vì đại sự nhân duyên mà thị hiện khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Quả thật Đức Phật hiện thị ra giữa cõi đời không ngoài mục đích nhằm đáp ứng nguyện vọng giải thoát khổ đau cho muôn loài. Ngài được kết tinh bởi chất liệu của con người, là một vị hoàng tử của xứ Ấn Độ lúc bấy giờ. Nào cung vàng điện ngọc, nào cung phi mỹ nữ ngày đêm ca múa, nào lạc thú, nào vinh hoa. Nhưng Ngài đã ý thức được rằng đó không phải là hạnh phúc đích thực của cuộc sống, mà hạnh phúc đích thực của cuộc sống là giải thoát sinh tử khổ đau, tìm đến cuộc sống an lạc, sống không tranh chấp, không hận thù, sống chan hòa trong niềm cảm thông chân chính, sống yêu thương hòa hợp. Nhận thức từ đó, Ngài đã giã từ lạc thú trần gian để ra đi tìm đạo, cho tới ngày hôm nay để chúng ta có một kho tàng giáo lý vô tận trên lộ trình giải thoát và giác ngộ. Vì thế, giáo lý của Đạo Phật là một nền giáo lý thơm ngát, hương hoa giác ngộ.
là một nguồn suối vi diệu cho con người trở về với tự tính thanh tịnh của chính mình, từ đó góp phần xây dựng xã hội an vui. Hôm nay, hòa chung với niềm hân hoan của người con Phật trên khắp hành tinh, trên mọi miền tổ quốc, của đồng bào trong nước cũng như nước ngoài đã hân hoan chào mừng ngày lễ Phật đản. Giờ phút ngày đây tại chùa Trung Dương long trọng tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2554. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thành kính đón tiếp và giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Quy, Chánh ban đại diện Phật giáo huyện Gia Lâm, hiện trụ tổ đình chùa Đào Xuyên đã về dự. Ban tổ chức nhận thấy sự hiện diện của ông Lê Xuân Thường, Phó Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm đã về dự, xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Ban tổ chức nhận thấy sự hiện diện của bà Vũ Thị Thanh Hoa, đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc làm trưởng đoàn đã về dự, xin trân trọng kính mời. Về dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay, ban tổ chức còn nhận thấy sự đông đảo của các ban ngành, đoàn thể, địa phương sở tại và bà con Phật tử thập phương xa gần cũng về dự, xin được nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức đã nhận thấy rất nhiều những lẵng hoa được dâng lên chào mừng lễ Phật đản. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Thích Thanh Quy, Chánh ban đại diện Phật giáo huyện Gia Lâm lên lễ đài để nhận những lãng hoa được dâng lên chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Xin mời ông Lê Xuân Thường, Phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm lên để trao lãng hoa chào mừng lễ Phật đản. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, xin mời bà Vũ Thị Thanh Hoa, và để đạo tràng chúng ta cho một tràng hóa tay để chào mừng lãng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin mời bà Vũ Thị Thanh Hoa, đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc xã Kiều Kỳ dâng lãng hoa lên để chào mừng lễ Phật đản. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo xin mời ông Vũ Trung Kiên, đại diện cho Bí thư Chi bộ Mặt trận Tổ quốc thôn Trung Dương lên dâng lãng hoa chào mừng lễ Phật đản. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, ban tổ chức xin mời ông Đoàn Đăng Nghị, đại diện cho tổ trưởng tổ đạo tràng lên để dâng lãng hoa chào mừng lễ Phật đản. Xin trân trọng kính mời. Cho đoàn dân hương lên con lãng hoa chào mừng lễ Phật đản. Xin trân trọng kính mời. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng tạ công đức của Đại Đức Thích Thanh Quy cùng toàn thể đạo tràng đã dâng những lãng hoa lên để chào mừng lễ Phật đản. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể đạo tràng, để tiếp theo chương trình buổi lễ Phật đản, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đội văn nghệ thôn Đào Xuyên xin dâng lên lời ca tiếng hát. Xin được dâng lên bài hát Kính Mến Thầy để chào đón chư tôn đức cùng toàn thể quý vị khách quý đã quang lâm lễ đài. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật.
của đội văn nghệ thôn Đào Xuyên đã dâng lên chào mừng buổi lễ Phật đản. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức, thưa toàn thể đạo tràng. Trong mỗi dịp cử hành đại lễ Phật đản của Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi tới chư tôn đức tăng ni Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, mùa đại lễ Phật đản năm nay Phật lịch 2554 của Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi đến tăng ni Phật tử bức thông điệp tràn đầy đạo tình. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cung đón Đại Đức Thích Thanh Quy, Chánh ban đại diện Phật giáo huyện Gia Lâm lên đọc.